Rồi, chào mọi người ha. Ở đây thì mình view bản đợt này thì có 10 con quả quýt ha. Trong 10 con quả quýt lần này thì chạy quát hết, chạy quạt hết ha. Không có có, không có cơ. Nhưng tùy đợt thôi, cơ nó cũng hiếm lắm, quả đợt nào cũng có. Thì cơ bản như mọi lần thôi. Nó có hai mẫu nè. Cái mẫu mà bình thường như vậy á mình vẫn bán là 550 ha, ha bản gold, bản bạch kim, bản gì nó không như bản nào hết, nhưng ở đây nó có những cái bản mới này, nó có kính lúp này ha. Đây cái bản mà có kính lúp này để mình sử dụng để mình coi hoặc là mình xem những cái gì khác đó thì nó mắc hơn 50 ha. Bản kính lúp là 600, bản không có kính lúp là 550. Thì anh em là thích cái gì thì chọn cái đó. Cái bản mà còn bao da này cũng vậy luôn ha. Con này thì đó chỉ có ba cái bản mà có kính lúp nè ha, với lại bao da nè là 600 ngàn, còn lại là 500 ngàn, 550, còn lại 550 vậy đi cho anh em đấy, rồi mọi người tự chọn ha, chứ mình không có quyết. Anh em thích mẫu nào thì chọn thôi. Rồi con đầu tiên con này là chạy pin ha, số La Mã máy Nhật ha. Con này mặt hở đồng mạ không, mấy con này mình test giờ hết rồi nha anh em, test giờ hết rồi nè, thấy chưa, chạy đúng giờ hết nè không, tất cả đều test hết chứ không bán mù đâu. Thì anh em thích mẫu số 1 thì gọi nói mình mẫu số 1 ha. Đây nói đây coi lại đi. Con này thì đó, mặt số La Mã, chạy máy Nhật ha. Đồng này đồng 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 mạ, chứ không phải đồng đồng ấy đâu, mạ đồng. Rồi, rất là cổ kính ha. Nó cũng thuộc size to. Rồi, con số 2. Con số 2 con này là con Diamond. Diamond này của Nhật luôn ha. Japan Movement là số hiệu nằm dưới số 6 này. Này đây Dynamo ha, máy Nhật, nếu mà Asimed này là gia công tại nhà máy nó đặt tại Trung Quốc ha, máy Nhật ha, đó rất là rõ anh em thấy không, được chưa. Rồi đây là mẫu số 2 ha, bản kim. Nói chung mấy con này ngoại hình toàn trên 90% hết, mình chả lau chùi gì lại hết nha anh em, về chịu khó lấy gana chùi đồ vệ sinh xà bông đồ là nó đẹp thôi ha. Rồi mẫu số 2. Mẫu số 3 con này thì con Casio này, Casio ha, Casio con này thì dây inox, khung inox toàn phần luôn, Japan ha. Con này trong các con đây chỉ có mình con này là hiện đại nhất, là nó có đèn nè, bấm nút này lên đèn nè, thấy chưa, vô bóng đêm là nó sáng lắm, mình coi trong bóng đêm được anh em thấy không, đó nó lên đèn đó, đó đèn xanh nữa thấy không. Rồi con này con số 3 ha, đẹp len ken luôn, không thì vết. Con số 4 bản gold, để mình đặt cái dây lên thôi nó chừa. Con số 4 ha. Con số 4 thì bản gold nha. Ngoại hình tương đối là đẹp ha. Mặt này nó hơi dơ, nó dính đấy là anh em về là lau chùi nó ra nha. Này mình chưa chùi đâu, nó dính mấy cái bắp đất bẩn rồi đó, về chịu khó chùi ra. Con này nắp đồng nhưng mà mặt mạ gold ha. Nắp lưng đồng nè. Nhưng mà mặt là mạ gold nè. Con này mặt ngang. Ngoại hình cũng mới lên ken luôn á. Con này là ART Japan Movement ha, chạy máy Nhật, đồng hồ Nhật, chạy máy Nhật luôn. Mấy con nội địa này, mấy cái thương hiệu này nội địa lão quắc lão quơ à. Đây là chạy máy Nhật ha. Anh em nhìn dưới số 6 không? Japan Movement ha. Rồi, con này mẫu số 4. Mẫu số 5. Con này khung đồng nè. Ha. Con này không nắp, khung đồng, bánh răng. Kính đây chắc là kính khoáng hết chứ không có sapphire đâu. May ra con Casio kia là có sapphire thôi. Để mình coi thì con Casio có
con Casio này không chứng khoán hết ha, dòng này nó không trang bị đâu. Rồi con này là Boston, Boston của Nhật luôn ha, chạy máy da xít nè, chạy máy da xít Japan, được chưa ạ? Con này thì không mạc, con này là viền viền đồng ha. Rồi 1 2 3 4 5 tới rồi, tới một con số 6. Ở đây có ba con bản kính lúp ha. Kính lúp này anh em tiện lắm nè, để soi để rọi coi thông số kỹ thuật nè, thấy chưa? Được, coi thông số kỹ thuật này nè. Rất là tiện lợi ha. Nè. Thấy không ạ? Made in Japan thấy luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Chứ mà mắt thường mình nhìn không thấy được. Thì con này kính lúp này thì con này bản kim nhá, bản trắng. Rồi coi con này, con này đẹp quá, mới. Nói chung cơ bản mấy con này con nào ngoại hình cũng 90% hết á, chứ không có dưới đâu. Con này là Monte Carlo này, hàng nội địa Nhật, cái tên lạ quá là biết rồi. Cái này là khung, nó là khung inox nha, khung inox này ha, được chưa? Số 6, số 7, hai con số 7 na ná nhau nhưng mà khác hiệu nhau thôi, và kết cấu và thiết kế thì na ná nhau. Con này thì gôn, dây gôn luôn ha, dây gôn kẹp gôn là hết luôn, cũng vậy. Để coi con này hiệu gì, con này thì không ghi hiệu rồi. Coi mặt đáy nó, coi đáy nó còn lớp keo dán luôn nè, mới toanh luôn nè ha, còn cái lớp keo dán luôn nè, cái này giống như chưa sử dụng luôn đây nè anh em, và thì lột cái lớp keo này ra ha. Con này mới lên keng luôn, gôn đẹp, có kính lúp nha. Hai con này giống nhau nha, hai con này giống nhau, mình đã nói một con thôi. Con này thì nó khác về cái mặt thôi, cái mặt hai con thì cũng na ná nha, cũng chạy số La Mã, nhưng mà cơ bản là hai con giống nhau, còn keo dán hết luôn rồi, được chưa? Lấy con nào cũng được, hai con này thì con nào cũng được nè, nó cơ bản là nó giống nhau, dây cũng gôn hết luôn. Rồi số 8, số 9. Con số 9 này còn nguyên bao da luôn ha. Bao da này nó hơi cũ một xíu nhưng mà kệ nó, nguyên zin nó mình giữ luôn nè. Thì mở cái nắp, cái chốt nó có cái chốt gài nè, em thấy không? Ha, khi mình đậy lại là mình có cái chốt này, mình gài nó vô, bấu vô, mở ra, lấy nó ra. Thì coi thử coi. Con này là Boston Club luôn. Con này khung viền inox, chạy máy da xít luôn. Da xít là một cái, một thương hiệu chuyên sản xuất máy của Nhật, đồng hồ rất nổi tiếng nha. Mình thấy ở đây nhiều con, thậm chí là nhiều con Thụy Sĩ chạy máy da xít luôn nè. Có những con chạy máy da xít này là nó một 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 thương hiệu chỉ sản xuất máy thôi của Nhật nè. Mình thấy nhiều con đồng hồ của Mỹ, của Ý rồi cũng chạy máy nó rất là nhiều. Nãy giờ mình gặp mấy con chạy máy da xít rồi ha. Rồi số 9 này, con này bà con có bao da luôn ha, giá cũng 600 luôn. Rồi con cuối cùng, con này thì bản full black ha, màu đen. Con này chữ Z này giống như là con hiệu Zoom nội địa của Nhật nè, mà không biết nó là Faladeri. Con này thì cũng hàng nội địa Nhật luôn, cái hiệu này nội địa Nhật luôn. Bản này bản 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 full black ha, bản đen đen bóng nè, không ạ? Cái mặt nó thì mặt đỏ lửa, ở trên mặt nó còn nguyên cái lớp keo dán chống chống dán dán mới luôn nè. Cái này giống như mấy cái hàng tồn kho, là chứ không phải hàng hàng ấy. Rồi 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 anh em nào thích cái nào thì tự quyết ha, tự chọn. Rồi mình nói lại nè, số 1 nè ha, số 1 nó là cái có bật nắp kiểu đồng giả cổ nè, rất là đẹp ha. Số 1, số 2 khung inox ha, đây nè, mấy cái này là khung sườn inox nè. Số 3 Casio cũng khung sườn inox luôn, có đèn đêm cho mình ha. Số 4 bản gold. Số 5 là khung đồng ha, ốp khung khung đồng hồ đồng. Số 6, số 7, số 8 ba con kính lúp. Số 9 có bao da ha, số 10 là con đen mù, ở bên con đen thui lui full black ha.
Rồi, anh em chọn số nào thì gọi cho mình. Ai có nhu cầu thì cứ gọi cho mình ha. Rồi mình nói lại, trừ những cái có kính lúp với lại bao da thì nó mắc hơn 50, còn lại thì 550 ha anh em ha. Rồi vậy ha, chào mọi người. À, ở đây thì có đồng hồ rất là nhiều. Đồng hồ thì các anh em thấy mình phải bung ra hết mình mới báo. Phải bung coi máy nó như thế nào rồi mới báo anh em được. Bung phải dùng kính lúp này soi trong máy nó chạy máy gì, cấu hình gì nó báo anh em được. Ở đây đồng hồ có hai dãy nè. Chưa? Dãy trên là dãy đã qua sử dụng nha. Mang tiếng đã qua sử dụng, có những con nó mới dường như là 100% giống như là người ta không dùng luôn, mà do mình bung nắp thay pin cho nên nó có những cái vết chày này, hàng bãi này, để lâu quá rồi nè. Được chưa? Trên đây là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng nhật. Ở dưới đây á là hàng mới 100% luôn ha, cơ cũng rất là nhiều. Đây là hàng mới 100% luôn, cơ bản bữa giờ là mình phải thẩm định rất là nhiều, bung máy đồ kiểm tra những con còn tem rồi luôn nè, còn những con bán hàng siêu thị bên đó thì nó còn tem rồi luôn, còn giá đồ còn tem luôn. Thì thôi thì để mình cân lại giá lần cuối rồi cái gì đó mình báo anh em ha. Rồi cơ bản vậy, anh em là chốt quả quýt nè, mình đặt camera và cho thấy ha, rồi lấy số nào thì báo cho mình vậy ha. Chào mọi người.